Dừng lại, tối nay có tình huống gì không? Hội đại nhân mọi chuyện đều ổn, không có tình huống gì. Được, nhưng vẫn tăng cường cảnh giác. Tôi thấy bọn người Tống Triều đến đầu hàng chúng ta chẳng tốt lành gì, các cậu nên chú ý nhiều hơn. Dạ. Còn nữa, tối nay tâm trạng của đại tướng quân không vui, không ra tuần tra nữa. Chẳng phải vừa rồi đại tướng quân có uống chút rượu, các cậu tăng cường tuần tra cho kỹ. Xin đại nhân yên tâm. Giả Lợi, Giả Lợi, thật không ngờ đại tướng quân quay phong lẫm liệt lại suy tình như vậy. Giả Lợi, Giả Lợi. Mới đây đã tìm thấy rồi. Thì ra cô tìm cái này à? Có phải không? Chẳng phải ngươi uống say rồi sao? Trò đùa trẻ con thôi. Thì ra các người đã có chủ mưu từ trước. Không ngờ cô nương cũng là kẻ si tình vì Liễu Tam Biến, chấp nhận theo hắn xông pha giang hồ, lẻn vào doanh trại để lấy trộm. Bổn tướng quân vô cùng khâm phục cô. Người đâu? Dạ, đưa vị cô nương này đi, nhớ xin chừng cô ấy. Ngươi, Liễu điều tử, muội đã vì huynh làm những gì có thể, xem như muội không có phụ lòng huynh. Cô yên tâm, cô là một người trọng tình trọng nghĩa, bổn tướng quân không xê hẹp với cô đâu. Nhưng mà cô phải chịu thiệt một chút, tạm thời ở trong đại lao vài ngày, sau đó tôi sẽ thả cô về. Sau này cô vẫn sống cuộc sống bình dân của cô. Ngươi cũng yên tâm đi, nếu ngươi giết Liễu điều tử, không biết ngươi có còn sống nổi hay không. Ta chỉ biết sau này ngươi đừng hòng được yên thân, đó là lẽ đương nhiên. Giải cô đi, đi. Đại tướng quân, lương thực đã chuẩn bị xong rồi, đang chuyển đến Diên Châu. Bây giờ đang chia ra 4 nhóm người vận chuyển lương thực. Đi. Các cậu biết nên làm sao rồi chứ? Dạ biết. Muốn chém muốn giết thì cứ ra tay đi. Em đi. Nếu cô không muốn tôi bịt miệng cô lại. Các người đưa ta đến đâu? Này, đi. Báo cáo đại nhân, người đã dẫn đến. Được, lùi xuống đi. Dạ. Đừng có la hét, chính tôi kêu họ đưa cô đến đây đó. Tôi đã tốn nhiều tiền lắm đó. Thì ra là lão dâm tặc này, râu đã bạc hết rồi vậy mà còn hám gái. Tại sao không tự nhìn lại mình xem bao nhiêu tuổi? Tôi thích tính hung dữ của cô lắm, giống Linh Nhi của tôi. Linh Nhi? Linh Nhi là ai? Linh Nhi không phải để cho cô kêu đâu. Ngươi không cho ta kêu, ta cứ phải kêu. Linh Nhi, Linh Nhi, đừng kêu. Nếu để Đạt tướng quân biết, tôi sẽ chết mất. Thì ra ngươi làm chuyện đó giấu không cho Đạt thích tướng quân biết. Ngươi không cho ta kêu, ta cứ phải kêu. Đại tướng quân cứu tôi với. Đừng có kêu, im lặng. Im lặng đi. Thôi được, ngươi không muốn ta kêu cũng được, nhưng phải để cho tâm trạng của ta được yên tĩnh đã. Hay là, hay là chúng ta trao đổi tình cảm đi. Được được, chúng ta uống rượu trò chuyện gì đó. Được được, tôi cởi trói cho cô, nhưng mà cô không được bỏ trốn. Cô muốn uống rượu gì cũng được, cô hứa nghe. Được không? Cởi trói mau đi.
Nào ngờ chiến loạn liên miên, đã lâu không về nhà. Thật ra những tướng sĩ như chúng tôi đã chán lắm rồi, không muốn đánh nhau nữa, chỉ mong được về nhà thôi. Nhưng mà đại dương chúng tôi cứ đòi làm cố, chúng tôi biết làm sao hơn. Thì ra các ngài cũng không muốn chiến tranh. Phải. Ngài nói đi, ngài muốn tôi phải làm gì? Tình Liễu Tam Biển đi chung với cô đến đây, có phải là người tình của cô không? Cô có yêu hắn hay không? Tôi yêu. Tôi yêu bằng tất cả. Nhưng huynh ấy có yêu tôi không? Chuyện đó tôi không biết. Thôi đi, không nhắc huynh ấy nữa. Nào, chúng ta uống rượu đi. Không sai không về. Uống tiếp đi. Uống tiếp đi chứ. Mới đây đã say rồi, đồ vô dụng. Mặt trâu kia, ngài không nên ngủ trên bàn như vậy. Khí hậu ở đây rất lạnh, coi chừng chết cống đó. Thấy ngài là người tốt bụng. Tây Hạ Lương Thảo Bộ Thự Đồ, hay lắm. Phen này Liễu Điều Tử ắt sẽ vui mừng lắm. Mặt trâu kia, xin lỗi ngài nha. Thực ra tôi cũng biết ngài không phải kẻ xấu, nhưng biết làm sao hơn. Tôi vì đất nước của chúng tôi, vì Liễu Điều Tử, buộc phải hy sinh ngài thôi. Trung Trung, lần này Bùi lập công lớn rồi. Chẳng qua do Liễu Điều Tử huynh lãnh đạo sáng suốt thôi. Tiểu Trung Trung lừng danh trên giang hồ, trở nên khiêm tốn như vậy từ bao giờ? Không chỉ khiêm tốn mà còn nịnh bợ nữa. Bản đồ này cơ mật như vậy, không ai vua Tây Hạ và Đạt Thích phát hiện nó bị mất, nhất định sẽ thay đổi hướng vận chuyển lương thực. Giờ đó chúng ta phải nhanh chóng mang về nước, nếu không sẽ chậm mất. Không có đâu, ông ấy đã uống say rồi. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ai đến đây đâu. Bây giờ đang leo thang, trời sáng sẽ đổi ca trực. Lúc đó chúng ta dễ bị phát hiện lắm. Cho nên tối nay chúng ta phải giao bản đồ này cho Trương đại nhân mới được. Đại ca, hay là chúng ta cùng đoạt dây đi, sẽ gây chú ý của họ đó. Mới có định bài của Giả Lợi cô nương, cô ấy kêu chúng ta đi ngay đêm nay. Cô ấy nói nếu qua khỏi đêm nay chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Nếu Trùng Trùng có định bài như vậy càng không vấn đề gì. Chúng ta cùng xuất thành đi gặp Trương đại nhân. Chúng ta thử nghĩ xem, nếu chúng ta lấy định bài của Giả Lợi ra thành, vì vậy sáng mai vua Tây Hạ nhất định sẽ trừng phạt cô ấy. Ta cũng nghĩ như vậy. Giả Lợi cô nương vì tôi mà trở mặt với Đạt Thích, cộng thêm tội giúp chúng ta lấy trộm bản lương thảo bộ thư đồ, rồi thả cọp về rừng. Đây là tội phản quốc. Hay là như vậy, Mùi và Đỗ Khoan sẽ phóng quả trong thành. Như vậy lính Tây Hạ sẽ tập trung vào chữa cháy, đồng thời bá tánh cũng tháo chạy. Trung Trung có thể trà trộn vào hàng ngũ nạn nhân để chạy ra thành. Như vậy không cần dùng đến linh bài. Trong thành phát quả, nguy hiểm nhất là lương thực. Làm như vậy có khác gì nhắc nhở vua Tây Hạ? Tại sao lương thực của hắn lại đột nhiên biến mất? Chuyện đó không sao, chúng ta có thể chọn nhà dân để ra tay. Tất nhiên trước đó chúng ta gia dân cướp bóc mà lùa họ đi chỗ khác, sau đó mới châm lửa. Làm vậy bá tánh sẽ không còn nhà ở. Tam Biến muốn làm nên đại sự thì phải có sự hy sinh. Da đầu không còn, nơi chỉ đến mái tóc. Nếu không dứt khoát, tai hại vô cùng. Đại ca, đây là cách duy nhất. Thôi được, ta ở đây chờ tin vui. Liễu Điều Tử, huynh yên tâm đi, muội sẽ giao tận tay Trương đại nhân bản đồ này. Mọi chuyện muội nên cẩn thận. Liễu Điều Tử, huynh hứa chờ muội nghe, muội sẽ tranh thủ về sớm. Không, muội đừng về đây nữa.
Trương đại nhân có được bản đồ này, nhất định sẽ cướp lương thực trước rồi tấn công sau. Đó là cách vẹn toàn. Nhưng mà vua Tây Hải sẽ không chờ đến lúc đó đâu. Ở lại rủi nhiều hơn may. Mùi đừng quay về đây nữa. Khoan Lệ và đầu đầu cô nương thừa lúc hỗn loạn trốn ra khỏi thành. Nếu tình thế nguy ngập, cải trang thành ba tánh bỏ trốn. Nhưng phải nhớ lấy một chuyện, không được trở về dịch quán. Điều điều tử, đại ca, đừng nói gì nữa. Nếu còn xem ta là đại ca, nếu có người còn lý trí, nghe lời ta, đừng quay về đây nữa. Trùng trùng đi mau đi, thời gian cấp bách lắm. Mau lên, mau chữa cháy đi, cháy nhà rồi. Thoát mau lên. Mau lên, mau lên. Chữa cháy đi. Thoát mau lên. Thoát mau lên đi. Tiền đi. Cầm tiền ra khỏi thành mau, nhanh lên. Thoát mau lên, nhanh lên. Trong thành bị thiêu rụi hết rồi, cho chúng tôi ra thành đi. Mở cổng thành ra. Mở cổng thành ra đi. Cho chúng tôi ra thành nào. Mở cửa thành ra đi. Đại tướng quân, Thám Mã bắt được một nữ thích khách. Nữ thích khách à? Đúng vậy. Lúc bây giờ tiền phong doanh của bà Thám Mã mai phục bên ngoài Dương Châu Thành để thăm dò tin tức. Nào ngờ lúc nửa đêm rất nhiều bá tánh trong Dương Châu Thành đột nhiên bỏ chạy. Nghe nói trong thành phát quả, có một người trà trộn vào thành tiếp tục thăm dò, nhưng bị nữ thích khách đó cướp lấy con ngựa, chạy thẳng vào doanh trại của chúng ta. Vậy cô gái đó đâu? Nữ thích khách đó vô cùng lợi hại. Cô ấy cứ đợi gặp Trương đại nhân. Chúng tôi chưa kịp bẩm báo, cô ấy đã xông vào doanh trại rồi. Phải huy động hơn 10 người dùng dây mới bắt được cô ấy. Chẳng lẽ là trùng trùng cô nương? Quy rồi. Chẳng lẽ Liễu Tam Biến gặp sự cố trong thành sao? Khoa lên, mau đưa cô ấy đến gặp tôi. Dạ. Đại tướng quân, miệng lưỡi của cổ lợi hại lắm, ngại coi chừng đó. Đi. Đi. Mau cởi trói cho trùng trùng cô nương. Dạ. Tôi đã nói tôi còn phải thích khách rồi, không chịu tin tôi. Dạ. Mau lên, đây là bản lương thảo bộ thừa đồ của Tây Hạ. Trương đại nhân, nếu đoàn người của Liễu Tam Biến đang gặp nguy hiểm, hy vọng Trương đại nhân có thể xuất binh tấn công Dương Châu Thành, cứu thoát Liễu Tam Biến. Hay lắm, hay lắm. Có được bản đồ này, nhất định có thể đưa họ về quê nhà rồi. Người đâu, mau truyền địch tướng quân và chúng tướng quân. Trương đại nhân, tôi và các huynh đệ tỉ muội vào sinh ra tử mới có được tấm bản đồ này. Tôi hy vọng Trương đại nhân có thể cứu họ thoát khỏi Dương Châu Thành. Tại vì đến lúc trời sáng, vua Tây Hạ nhất định phát hiện bản đồ này bị mất. Này Tam Biến đang bị thương,
phải trốn trong dịch quán. Dư Tề Hạ nhất định sẽ ra tay thủ tiêu Tam Biến. Trương đại nhân, tôi giáng xin ngài bảo chống xuất binh cứu thoát nhóm người của Tam Biến đi. Trùng Trùng cô nương, bọn tướng quân hiểu rất rõ tâm trạng của cô. Nếu lúc này mạo hiểm xuất binh, diễn binh của Tề Hạ kéo đến, chẳng những chúng ta không thể cứu thoát nhóm người của Liễu công tử, mà còn nguy cơ thiệt hại 200.000 binh lực. Binh pháp có câu thượng binh phạt mưu, có thể làm cho họ tự rút lui, vậy mới là thượng sách. Tôi không cần biết thế nào là thượng sách hạ sách. Ngài ăn hiếp tôi không hiểu binh thư, chuyện đó tôi không hơn thua với ngài. Nếu đại nhân không chịu đi cứu Liễu Tam Biến, thôi được, vậy tôi xin đại nhân một chuyện. Hy vọng đại nhân có thể xuất binh, bao nhiêu người cũng được, cho dù chỉ là một số ít người, tôi liều chết một phen thì phải cứu thoát nhóm người của Tam Biến. Trùng Trùng cô nương, Tam Biến và tôi là bạn bè thân thiết. Này cậu ấy bị dây bắt, tôi cũng vô cùng nôn nóng. Nhưng mà nếu tôi nhất thời manh động mà làm hỏng kế hoạch tác chiến, Vua Tây Hạ sẽ cho tôi một đòn không kịp trở tay. Đây là tuyến phòng thủ cuối cùng của Đại Tống, không may thất thủ, hậu quả sẽ khó lường trước được. Cho nên tôi mong cô nương, ngài không cần nói nhiều, nói đi nói lại, ngài cũng không chịu xuất binh để cứu họ chứ gì. Được, nếu ngài không chịu xuất binh, vậy tôi đi một mình. Nhưng mà tôi có chuyện này phải xin đại nhân, mong ngài cho tôi một con tuấn mã. Được, người đâu, chuẩn bị một con tuấn mã cho Trùng Trùng cô nương. Bản lương thảo bộ thừa đồ của Tây Hạ này do huynh đệ tỉ mụ chúng tôi liều mạng đổi lấy, ngài cầm lấy đi. Đại nhân, tôi cả cảm thấy không cần nói nhiều, ta thay thiên tử xuất chinh nhậm chức chiêu phủ đại tướng quân. Chuyện mà bổn tướng quân đã quyết không dễ gì thay đổi được. Quyết không gì có việc kinh trọng quản cấp mà làm hỏng quốc gia đại sự. Kẻ nào nhiều lời, xử cho tội làm loạn lòng quân, xử trảm tại chỗ. Đại tướng quân, mặt tướng chấp nhận thỉnh chiến, quả thiêu lương thực của Tây Hạ. Được, đây là chuyện hệ trọng, quyết không thể có sai sót. Đại tướng quân, thuộc hạ chấp nhận lập quân lệnh trạng, thì sẽ tiêu đuổi lương thực của Tây Hạ cắt đứt chi viện. Nếu không thể hoàn thành trách nhiệm, sẽ dẫn đầu của mình lên để tạ tội với thiên hạ. Tỳ trước xin được đi theo địch tướng quân cùng lập quân lệnh trạng. Được, bổn tướng quân cho phép các cậu dẫn dắt 5.000 binh sĩ, đêm nay thừa lúc trời tối tiến đến tiền tuyến cắt đứt chi viện của Tây Hạ. Địch tướng quân, phải làm nhanh. Đại tướng quân, chúng tôi hứa sẽ khải hoàn trở về ngay trước khi mặt trời lặn. Không, nếu cướp doanh thành công, lập tức cho người về báo, đồng thời nổ pháo báo hiệu. Tôi lập tức thống lĩnh 200.000 đại quân về đánh Diên Châu Thành. Các cậu cắt ngang đường bỏ trốn theo hướng đông và bắc của Tây Hạ. Lần này bổn tướng quân thì phải tống cổ họ về Tây Hạ. Rõ. Đại ca, tại sao không nghe lời đại ca? Chuyện đã như vậy, huynh không nên nói nhiều làm gì. Tạm biệt. Chỉ đến giờ phút cuối cùng, chúng ta vẫn còn hy vọng. Chúng ta đi xem mặt trời mọc lần cuối đi. Mở cho tôi vào, tôi có quân cơ khẩn cấp. Cô là ai? Tôi có lệnh bài của công chúa. Mở cho tôi vào, chậm trễ quân cơ tại giết cả nhà ngươi. Bỏ cung tên xuống, mở cổng thành. Vị cô nương kia vừa rồi tại hạ mạo phạm, mời cô vào thành.
Trung Trung, Liễu điện tử. Trung Trung, Liễu điện tử, mà không sao chứ? Giỏi, Liễu Tam Biến, gan dạ lắm. Bệ hạ tiếp kiến Liễu đặc sứ tại giáo trường. Tại hạ phụng mệnh đến đây hộ tống Liễu đặc sứ. Xin mời. Đứng lại. Họ đi chung với tôi. Bệ hạ ra lệnh chỉ cho phép một mình Liễu đặc sứ tấn kiến. Những người còn lại không được vào trong. Xem ra họ đã sắp xếp từ trước. Nếu tình huống có thay đổi, các người hãy tự lo liệu lấy. Để biết rồi. Liễu điện tử, Liễu đã đến. Liễu đặc sứ, tối qua có yên giấc không? Tây Bắc chi phủ đại tướng quân đặc sứ Liễu Tam Biến bái kiến vua Tây Hạ. Liễu Tam Biến ơi, Liễu Tam Biến, cậu cũng biết quả nhân muốn nhất thống Giang Sơn, vậy mà còn dám gọi quả nhân bằng vua Tây Hạ. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Liệu Liễu Tam Biến có sao không? Liễu điều tử, quýnh đừng bao giờ có chuyện đó nha. Không còn kịp nữa, ta nghĩ đại ca sẽ không sao đâu. Đại tống Tây Bắc chư phủ đại tướng quân đặc sứ Liễu Tam Biến gặp quả nhân tại sao không quỳ? Vua Tây Hạ nói vậy là sai. Tôi là đặc sứ của Tây Bắc chư phủ đại tướng quân Trương Công Cẩn. Tây Bắc chư phủ đại tướng quân thay hoàng thượng xuất chinh. Bây giờ tôi đến chuyện ngài bằng thân phận của hoàng đế Đại Tống. Còn ngài chỉ là một vị vua cho Đại Tống sách phong. Có lý nào hoàng đế quỳ thần tử? Liễu Tam Biến quả nhiên tài trí hơn người. Hôm qua phản quốc đầu hàng, vì sự sống cho nên từ chối không quỳ. Hôm nay là đặc sứ chiêu phủ vẫn không chịu quỳ. Được, quả nhân xem cậu có bao nhiêu bản lãnh. Ngồi đi. Quỷ kế của các người đã bị quả nhân khám phá. Hôm nay hẹn Liễu đặc sứ đến đây là vì mến mộ tài hoa của cậu. Quả nhân đích thân khuyên hàng cậu. Nếu cậu chịu quy hàng, cùng đặt tướng quân nhất văn nhất võ, giúp quả nhân dịch yên thiên hạ, thành bá nghiệp đế vương ngàn đời, lúc đó Liễu đặc sứ dưới một người mà trên muôn ngàn người. Chẳng lẽ vua Tây Hạ còn mong Tam Biến quy hàng? Chẳng lẽ hôm qua Tam Biến không có quy hàng sao? Được, quả nhân hỏi cậu. Chẳng lẽ lần này cậu quy hàng chỉ vì lấy trộm bản lương thảo bộ thừa đồ sao? Hành quân đánh giặc, chuyện vận chuyển lương thực thay đổi thất thường. Quả nhân đã phái 10.000 thiết kỵ đến đó tiếp ứng, đồng thời thay đổi đường lối vận chuyển lương thực. E rằng đến lúc Trương Công Cận đến đó đã bị trúng mai phục của quả nhân rồi.
Nhưng tạm biến lại nghĩa khác, có lẽ 10.000 thiết kỷ của ngài vừa đến nơi để tiếp ứng, liền rơi vào bẫy của Trương đại nhân cũng không chừng. Liệu tạm biến, lần này cậu trá hạng mục đích chính là gì? Hồi vua Tây Hạ, tôi đến khuyên ngài lưu binh. Khuyên quả nhân lưu binh à? Binh lực của quả nhân thế như trẻ tre, một lúc săn bằng mấy ngôi thành trị của nước Tống. Cậu thử nói xem, tại sao quả nhân phải lưu binh? Mạnh Tử viết: thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân quả. Nay miền Bắc sắp bước vào mùa đông, khí hậu giá rét, lẽ ra phải là lúc nghỉ ngơi lấy sức. Lúc này dụng binh chỉ có thất bại. Thứ hai, mấy châu phủ Tây Dùng Tây Bắc đều là dùng đồi núi, sẽ giảm sút ưu thế của kỵ binh. Còn quân Tống là những người kiêu dũng thiện chiến, nếu hai bên sát trận, kết quả đã quá rõ ràng. Thứ ba, cũng là chuyện quan trọng nhất, vua Tây Hạ cứ đòi xưng đế, dẫn quân xâm chiếm lãnh thổ của Đại Tống, tàn sát thần dân của Đại Tống, tất nhiên không được lòng người. Đồng thời cũng mang lại tai nạn không nhỏ cho chính con dân của ngài. Bệ hạ nghĩ xem, chiến dịch Hạ Châu, có bao nhiêu bậc cha mẹ phải mất con, có bao nhiêu người vợ phải mất chồng, lại có bao nhiêu con cái phải mất cha. Bệ hạ, ngài có biết đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ chứ? Thiên thời địa lợi nhân hòa, ngài mất cả ba. Do đó mong vua Tây Hạ hãy cân nhắc. Nếu quả nhân chờ đến mùa xuân năm sau mới tấn công thì sao? Nếu kéo dài càng bất lợi cho vua. Đại Tống tôi đất trồng nhiều của, lương thực sung túc, hậu cần cung cấp không đáng phải lo ngại. Nhưng còn ngài thì sao? Huống hồ Trương đại tướng quân chưa chắc đã chờ đến mùa xuân năm sau đâu. 200.000 đại quân sẽ tấn công bất cứ lúc nào, lúc đó không khác gì sinh linh đầu tháng. Do đó tam biển thay mặt bá tánh thiên hạ, cầu xin vua Tây Hạ, xin vua Tây Hạ nghĩ đến lê dân bá tánh, lập tức lưu binh, lùi đi chém đầu Liễu Tam Biến. Vậy lại công chúa, mà cứu Liễu Tam Biến đi. Bây giờ chỉ có cô cứu được quân ấy thôi. Chỉ cần cô cứu thoát quân ấy, bất cứ điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Cô yên tâm đi, tôi đến là để cứu quân ấy. Nhưng tôi cứu quân ấy không liên quan đến cô. Gia lệ cầu xin hoàng huynh tha cho Liễu Tam Biến. Thì ra là vậy. Sáng nay ta cứ nghĩ có cái nào bảo gan như vậy, dám thử quà trên tay của Đạt tướng quân. Được, ta hiểu rồi. Thì ra mỗi năm hạ tình cờ quen biết Liễu đặc sứ, mỗi làm vậy hòng chọc giận Đạt tướng quân. Vua Tây Hạ đừng nên hiểu lầm, tôi và Gia lệ công chúa chỉ là bạn bè thôi. Bạn bè thôi sao? Hãy cho cầu chỉ là bạn bè. Hôm trước chúng ta so tài giữa đường phố Tiền Đường, tôi đã thương huynh. Từ đó tôi đã biết Liễu Tam Biến chính là người đàn ông mà ông trời sắp đặt cho Giả Lợi Dương Na này. Công chúa tha tội, Tam Biến còn nhỏ dại, nếu có đường đột mong công chúa thứ lỗi. Đường đột? Thế nào là đường đột? Chẳng lẽ huynh giả vờ dụ dỗ tôi sao? Tại hạ không dám. Công chúa trẻ trung xinh đẹp, tính tình cởi mở, tất nhiên Tam Biến phải siêu lòng. Nhưng mà thế nào? Nhưng Tam Biến đã có ý trung nhân rồi. Chuyện đó tôi bất chấp. Phải, chuyện đó không quan trọng. Cậu có thể từ cô ấy, cũng có thể cho cô ấy làm thiếp. Nếu cô lấy mùi mùi của quả nhân, đó là chuyện vui hàng đầu của triều ta. Thế nào Liễu đặc sứ? Vua Tây Hạ, tuy Tam Biến là thảo dân, nhưng vẫn là con dân của Đại Tống, không thể theo địch phản quốc được. Chuyện đó tôi bất chấp. Tôi hỏi huynh thêm một lần, huynh có từng thương yêu tôi không? Tôi...
Có. Tạm biệt vừa gặp công chúa đã siêu lòng. Tạm biệt. Bị thu hút bởi tính cách đặc biệt của cô. Tạm biệt. Thật lòng thương yêu cô nương. Được, huynh xứng đáng là đàn ông. Nếu huynh dám nói dối để gạt tôi, tôi sẽ giết huynh. Hoàng huynh, Gia Lợi xin huynh thêm một lần, tha lỗi cho Liễu Tam Biến. Thôi được, quả nhân cũng muốn có một phò mã như cậu ấy. Liễu Tam Biến, quả nhân tứ hôn cho các người. Đạt tướng quân, khanh không là gì tính của Gia Lợi, ta không thể cưỡng cầu được. Mọi chuyện làm theo sắp xếp của bệ hạ. Tốt lắm, truyền chỉ ý của quả nhân. Phong đại tướng quân Đạt Thích Nhi làm đại tư mã, thống lĩnh toàn bộ binh mã của triều ta. Phong Nam Dương tứ quốc tánh. Đại tướng quân, bắt đầu từ nay, đệ sẽ là nghĩa đệ của quả nhân. Bệ hạ hậu ái, mà tướng không dám nhận. Xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Đạt tướng quân, chẳng lẽ đệ muốn kháng chỉ à? Mặt tướng không dám. Ta chủ Long Ân, sau này mong nghĩa đệ giúp quả nhân dẹp yên thiên hạ. Mặt tướng Đạt Thích cẩn tuân thánh mệnh. Truyền chỉ ý của quả nhân, ban cho tống nhân Liễu Tam Biến và hạ công chúa Giả Lệ Dương Nam thành hôn. Ngoài ra phong Liễu Tam Biến chức su mật sứ, quan chức nhất phẩm. Vua Tây Hạ, tôi Liễu Tam Biến. Con gọi quả nhân làm vua Tây Hạ, mau sửa cách xưng hô đi. Giả Lệ chỉ xin hoàng huynh tha mạng Liễu Tam Biến thôi. Quả nhân đâu có đòi giết hắn. Liễu Tam Biến, còn mau tiếp chỉ đi chứ. Vua Tây Hạ, chuyện này nên tạm gác lại cho ngày rút binh xong rồi thần phục đại tống tôi mới tính toán sao? Liễu Tam Biến, rượu mời không uống, cậu uống rượu phạt thật à? Quả nhân nhận bộ lắm rồi, còn gả mùi mùi cho cậu, còn phong cậu làm sứ mật sứ nữa. Cậu còn do dự, còn nói như lời đại nghịch bất đạo. Quả nhân đã quyết rồi, ngày mai cậu thành hôn với Giả Lợi. Nếu không, cả bốn người đều phải rơi đầu. Ngoài ra miễn bàn. Không ai có thể cướp mất đảng hạng cô nương, đồng thời đảng hạng nam nhi sở hữu được, từ bỏ được. Nếu cậu đồng ý làm theo bệ hạ, chúng ta vẫn còn là quan cùng triều. Nếu vua Tây Hạ khởi binh chống lại đại tống, hai gia đình chúng ta ghi thù nhau, làm sao thành hôn trong lúc này được? Làm gì có các vị thật sự theo địch phản quốc? Liệu Tam Biến, nếu vậy là cậu không đồng ý với lời đề nghị của bệ hạ rồi. Đúng vậy. Được. Liệu Tam Biến, tôi biết cậu võ công cao cường, nhưng dù sao gần đây cậu vừa bị trọng thương, tôi xem cậu chạy đâu cho thoát. Tam Biến không nghĩ đến chạy trốn, nhưng Tam Biến cầu xin tướng quân tha cho huynh muội kết nghĩa của Tam Biến. Họ phóng hỏa đốt nhà, đánh cắp quân cơ, tội không thể tha. Giải họ đi. Đi. Gia Lệ công chúa, cô còn đến đây làm gì? Mà bỏ trốn đi chứ. Tuy trùng trùng này là phận nữ nhi, nhưng hành tẩu giang hồ nhiều năm, tôi biết hai chữ tình nghĩa viết thế nào. Có lý nào để lo bỏ trốn một mình? Tối nay tôi đến tìm cô là muốn nhờ cô giúp đỡ để cứu Đỗ Đại Ca và Đậu Đậu. Tôi muốn cứu thoát họ. Chuyện này tôi tính toán đã lâu, chỉ có điều không dễ gì ra tay được. Hay là cô bắt luôn tôi, để vào giam chung với họ, còn tôi lén mang theo kiếm. Cô chỉ cần giam tôi vào phòng của Liễu điều tử, chúng tôi sẽ có cách xông ra nhà giam. Cô là nữ, cô ấy là nam, làm sao giam chung được? Cách này cũng không được à? Hay là cô lẻn vào doanh trại của Đạt Thích, chờ cơ hội ra tay lấy trộm lệnh bài. Sau đó tôi sẽ cải trang lẻn vào nhà giam, truyền lệnh của Đạt Thích, giải Liễu Tam Biến đi. Cô nghĩ cách này có được không?
Huynh ấy biết tôi đã thương người khác rồi, lý nào huynh ấy lại để tôi lấy lệnh bài được? Thật ra có những lời tôi không biết có nên nói hay không. Miễn sao cứu được Tam Biến, có muốn tôi làm gì cũng được. Tôi nghĩ chuyện mà người đàn ông phải chịu bó tay, đó là sự dịu dàng của đàn bà. Tôi từng đến lầu xanh kỹ viện, loại đàn ông gì tôi cũng từng nhìn thấy. Cho dù họ tỏ ra đạo mạo, thật ra họ không thể vượt qua sự cám dỗ. Loại đàn ông nào cũng vậy. Tôi nghĩ Đạt Thích cũng không ngoại lệ đâu. Cách này có được không? E rằng chỉ còn cách này thôi. Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Có lẽ không có chiến tranh, chúng ta sẽ trở thành bạn thân với nhau. Không vấn đề gì. Cho dù có chiến tranh, chúng ta cũng có thể trở thành bạn thân với nhau. Tôi nói thật, tôi rất khâm phục cô. Vì một lời hứa có thể theo Tam Biến vào sinh ra tử, trời Nam đất Bắc. Tam Biến phải là cô mới đúng. Cô này không giống lời cô nói. Tại vì tôi và Quỳnh ấy không thể nào nữa. Tôi yêu Quỳnh ấy, có thể vì Quỳnh ấy làm tất cả. Nhưng Quỳnh ấy không được. Quỳnh ấy tôn trọng trung hiếu nhân nghĩa. Quỳnh ấy không đón nhận tôi đâu. Công chúa của một nước địch. Giả lời, chúng ta kết nghĩa tỉ muội đi. Vì Quỳnh ấy, vì những cô gái như tôi và cô. Được. Tôi giả lời Dương Na. Tôi Tiểu Trùng Trùng. Hôm nay kết nghĩa tỉ muội, có trời làm chứng. Không cầu cùng sinh, cũng không cầu cùng tử, chỉ cầu cả hai đều khỏe mạnh. Giờ tí đến rồi, mau hành động đi. Giả lời, mùi không sao chứ? Giả lời, sao mùi lại ở trong phòng của ta? Ta còn tưởng có người muốn hành thích ta. Giả lời đã thương tay của đại tướng quân, thấy tự trách trong lòng, cho nên mùi mang thuốc đến để liệu thương cho huynh. Nếu như đại tướng quân không quan nghênh, Giả lời xin phép. Không, lỗi do ta không tốt. Nào, ta băng bó giùm muội. Xin lỗi, do ta không tốt. Ta ngốc lắm. Đa tạ đại tướng quân. Giả lời, ở đây không có người khác. Sau này đừng gọi ta bằng tướng quân nữa, có được không? Chúng ta có thể như trước kia vậy. Này, mọi chuyện đã thay đổi. Làm sao Giả Lợi có thể so với đại tướng quân được? Không, mùi mãi mãi là công chúa của Tây Hạ chúng tôi. Mùi mãi mãi cũng là cô gái xinh đẹp nhất của ta. Bất luận có xảy ra chuyện gì hay bất cứ lúc nào, chính Giả Lợi đã phụ lòng của tướng quân. Tại sao tướng quân lại đối xử với mùi như vậy? Tướng quân nói như vậy càng làm cho Giả Lợi thêm hổ thẹn. Giả Lợi, mùi không đối xử với ta như vậy đâu. Nếu mùi có thể khuyên Tam Biến ở lại Tây Hạ, phò tá bệ hạ hoàn thành đại nghiệp,
Như vậy hai người vẫn sẽ hạnh phúc. Còn ta, muội không cần lo cho ta. Đạt thích ta không phải là người nhỏ mọn. Huống hồ, tình cảm không thể miễn cưỡng. Muội và Liễu Tam Biến không thể nào. Huynh ấy chỉ nghĩ đến trả thù, chỉ muốn giết giặc. Và muội chính là kẻ địch của huynh ấy. Để biết trước như vậy, nào sai nhân. Đây là Tam Biến đưa cho muội tệ tiền đường. Mãn Nhật Cung yêu chim tế, niên kỷ phương đang thiên tuế. Này đã ra nông nỗi này rồi, muội còn giữ để nó làm cái gì? Cứ để mọi thứ tan thành tro bụi. Lệnh chết tôi rồi. Tôi thề không đến chỗ quỷ quái này nữa. Lạnh quá. Giả lời. Thật khổ cho cô. Tướng quân, muội thấy lạnh, để muội đi đóng cửa sổ đã. Được, giả lời. Vị huynh đệ kia có chuyện gì vậy? Đại tướng quân ra lệnh xét xử bọn người của Liễu Tam Biến ngay trong đêm này. Nửa đêm nửa hôm đợi giải đi, e rằng không ổn lắm đâu. Thế nào, chẳng lẽ có lệnh bài của đại tướng quân cũng không được sao? Đây là lệnh bài thật, nhưng mà tiểu nhân vẫn phải đi bẩm báo với đại tướng quân một tiếng. Khốn kiếp, ảnh hưởng đến quân cơ của đại tướng quân, coi chừng ta giết cái nhà cậu. Dạ dạ, đại nhân bất giận, chẳng qua tiểu nhân muốn cẩn thận hơn thôi. Đại nhân, mời theo tôi, mời theo tôi. Mời. Đại tướng quân, tiểu nhân có chuyện bẩm báo. Tuy nhiên vậy rồi, có chuyện gì? Chẳng lẽ chuyện có liên quan đến Liễu Tam Biến sao? Nếu nói vậy, đại tướng quân không có phái người giải bọn người của Liễu Tam Biến đến xét xử à? Cái gì? Có người làm như vậy sao? Dạ phải, người đó còn mang theo lệnh bài của đại tướng quân đòi giải bọn người của Liễu Tam Biến đi. Bây giờ người đó đang ở đâu? Chắc còn ở trong đại lao. Dạ. Mau mở cửa. Dạ. Mau lên. Mau lên, nếu đại tướng quân trách tội, ta sẽ giết cả gia đình cậu. Dạ dạ. Kiếm của huynh đây. Đồ đệ cả, huynh và Liễu điều tử thoát trước, huynh sẽ cứu đầu đầu. Không được, ta phải ở lại cứu đầu đầu. Liễu điều tử, hai người thoát mau lên. Giả lời muốn gặp huynh đó, huynh chạy mau lên. Được, mọi người cẩn thận đó. Đệ cả cẩn thận nha, cẩn thận.
Giả lời. Mau lên, đứng lại. Tôi khuyên các người đừng chống cự vô ích. Bệ hạ chỉ cần Liễu Tam Biến thôi. Nếu các người xuôi tay chịu trói, vẫn còn cơ hội để sống. Truyền lệnh của tôi, khám xét cả thành. Sau khi bắt được, xử tử tại chỗ. Rõ. Yên tâm đi, Liễu Tam Biến chúng ta vẫn an toàn. Quỳnh yên tâm, vừa rồi mới núp trong chỗ tối, thấy họ đã thoát khỏi đại lao. Vậy họ đâu? Tại sao không thấy đến đây? Không được. Quỳnh bị thương nặng như vậy, nếu họ chạy theo đến đây, ngược lại sẽ làm liên lụy Quỳnh. Cho nên họ mới dụ đặc thích đi chỗ khác. Quỳnh yên tâm, võ công của họ cao như vậy, họ sẽ không sao đâu. Để muội bó thuốc dùng Quỳnh. Tại sao họ lại nặng tay như vậy? Không sao đâu. Trước kia ta đến đại Phật tự để luyện công, đã biết trước sẽ có ngày như vậy. Cho nên ta đã theo sư phụ học Thiết Bố Sam và Kim Trung Trào. Cho nên ta không sợ họ đánh đâu. Còn nữa, ta cho muội hay, hồi ta theo Thập Bát La Hán, họ có võ công cao cường. Ta cũng đã học Thiết Bố Sam và Kim Trung Trạo. Ta không sợ họ đâu. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Tất cả đều là bọn ăn hại. Bệ hạ, mấy tên binh sĩ thiếu trách nhiệm ấy đã bị mặt tướng giam giữ, chờ bệ hạ xét xử. Cần gì xét xử, cứ xử trảm cho ta. Bệ hạ, đang đương đầu với địch là lúc cần dùng đến họ. Để không cần xin tha cho chúng nữa. Cách này không lâu, Trương Công Cẩn cứ đối kháng với ta, làm cho những binh sĩ mất sự cảnh giác. Cho nên lòng quân sa sút, không giết vài tên thì chúng sẽ không thể nào khôn khéo hơn được. Giết bọn người đó, răn đe kẻ khác. Dạ. Còn nữa, Liễu Tam Biến được ai cứu thoát? Này đang ở đâu? Vẫn chưa có tin tức. Truyền chỉ của quả nhân, ai bắt được Liễu Tam Biến, thưởng 500 lượng vàng, bất kể sống chết. Dạ. Còn lương thực có tin tức gì không? 10.000 đại quân tối qua đã xuất phát rồi, chắc bây giờ đã đến nơi. Trễ lắm trưa mai sẽ sắp tận ngay. Chuyện này của Liễu Tam Biến ác thật. Không may lương thực bị cướp, lần này Nam Hạ chinh thảo không khác gì uổng phí công sức. Bệ hạ, e rằng không chỉ như vậy đâu. Nói mau, còn chuyện gì không ổn? Bệ hạ nên có sự chuẩn bị cho việc rút lui, đề phòng bất trắc. Thì để nói kể cả Diên Châu Thành cũng không giữ được sao? Tha cho mặt tướng lỗi mạo muội, tên Trương Công Cẩn đó không chỉ thiêu trụi lương thực mà cảm thấy hài lòng. Không để trừ hắn dẫn theo 200.000 binh mã tiến thẳng đến Khánh Châu và Diên Châu, thậm chí tiến thẳng đến Hương Khánh. Và phúc địa của đại hạ ta không còn lương thực nữa, cũng không thể điều binh khiển tướng. Diên Châu Thành e rằng khó giữ. Chẳng lẽ Trương Công Cẩn tài giỏi như vậy sao? Hắn đang vô cùng nôn nóng. Đại Dương tự nghĩ xem, mùa đông đến, miền Bắc giá rét, quân Tống không thể chịu đựng.
vốn không thể chống lại người của đảng Hạng chúng ta. Do đó, có lẽ Trương Công Cẩn sẽ nắm bắt thời cơ này, tấn công một mạch để về đến đích. Trương Công Cẩn không sợ hắn dốc hết binh lực, quả nhân phải binh đánh lén doanh trại quán sao? Mặt tướng đã từng nghĩ đến, không may Viên Châu Thành bị công phá, cho dù bệ hạ săn bằng được Hạ Châu, chẳng qua chỉ đổi chỗ với Trương Công Cẩn mà thôi. Thật ra con đường rút lui của chúng ta đã dâng cho Trương Công Cẩn rồi, quả là không ổn chút nào. Đại tướng quân, đệ đúng là cánh tay của quả nhân. Trận này thành bại phải chờ kết quả của cuộc chiến ngày mai rồi định đoạt sao? Trước mắt phiền đại tướng quân tập trung đuổi bắt Liễu Tam Biện. Dạ, xin bệ hạ yên tâm. Khải bấm bệ hạ, ba tên gian tế Đức Tống đã được giải ra pháp trường, đang chờ bệ hạ ra lệnh. Mau trói chúng vào cột. Quả nhân đang chờ xem liệu Liễu Tam Biến có xuất hiện hay không. Đại tướng quân, lúc giờ ngọ đến, ra lệnh xạ tiễn cho ba tên đó thành ba con nhím. Như vậy quả nhân mới hạ dạ được. Tuân lệnh. Khải bấm bệ hạ, đại tướng quân, thành đông không thấy bóng dáng của Liễu Tam Biến. Khải bấm bệ hạ, đại tướng quân, thuộc hạ khám xét cả thành, không thấy bóng dáng của Liễu Tam Biến. Thật là vô lý, hắn trốn đi đâu vậy? Hôm qua trong lao tù, Liễu Tam Biến chịu nhiều hình phạt, không thể bỏ trốn xa được. Các cậu tiếp tục khám xét, đào sâu ba tấc đất cũng phải tìm cho bằng được hắn. Dạ. Đại tướng quân, nếu quả nhân đoán không lầm, đệ đã biết chỗ ẩn náu của Liễu Tam Biến rồi. Mặt tướng biết tội, mặt tướng sẽ xử lý ngay. Các cậu đứng ngoài này chờ. Rõ. Cầu kiến gia lễ công chúa. Quỳnh ấy đi khỏi rồi. Đa tạ công chúa, cáo từ. Nếu Quỳnh dám đụng đến sẽ tóc của Quỳnh ấy, muội sẽ giết Quỳnh. Công chúa, lệnh bài. Đúng vậy, do muội lấy trộm, muội phải cứu Liễu Tam Biến. Liễu Tam Biến không đủ can đảm đến đây đâu, ra lệnh giết họ đi. Tuân lệnh. Người Tống Đỗ Khoan, Đậu Đậu, Tùng Tùng và Liễu Tam Biến lấy trộm bản lương thảo bộ thừa đồ của Tây Hạ ta, tội ác tày trời, không thể tha thứ. Đầu sỏ Liễu Tam Biến đã bỏ trốn, nay chấp hành hình phạt dạng tiễn xuyên tâm đối với bọn người của Đỗ Khoan, để răn đe mọi người. Sau này kẻ nào dám xem thường đại hạ sẽ chịu hậu quả như vậy. Cùng tiền thủ bước vào sân. Như dân. Như dân, muội có hối hận không? Không. Đỗ Quan, sau này không ai ngăn cách chúng ta được nữa. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Thật không ngờ tôi hành hiệp giang hồ không để lại tên tuổi. Dù sao đi nữa, tôi cũng là bậc giang hồ nữ anh hào Tiểu Trùng Trùng. Vậy mà hôm nay phải chết tại đây.
Liễu điều tử, kiếp này của muội không còn gì phải hối hận. Liễu điều tử, chúng ta hẹn kiếp sau gặp nhau. Liễu điều tử, huynh nhớ tự bảo vệ mình. Chúng ta hẹn gặp kiếp sau. Đại ca, là đại ca. Liễu điều tử, Liễu điều tử, biến đi, ai kêu huynh đến nộp mạng chứ. Liễu điều tử, mùi hận huynh, mùi hận huynh, huynh xéo đi. Sau này mùi không muốn gặp huynh nữa. Xéo đi, xéo đi. Vua Tây Hạ, bản đồ do tôi lấy trộm, trái hạn cũng là chủ ý của tôi. Muốn giết thì cứ giết tôi, tôi sẽ chịu tội. Mau thả họ đi. Được, quả nhiên đáng mặt anh hùng. Quả nhân không tin một mình ngươi có thể chống lại ngàn quân. Giết chết Liễu Tam Biến, thưởng cho ngàn lượng vàng. Thoát mau. Với nhau tại Châu Thiền Viện không? Chúng ta sẽ ở bên nhau, sống chung với nhau, mãi không chia lìa. Tạm biệt. Mua được làm bạn với huynh Trương Trùng và Đỗ Khoan, đầu đầu thấy mạng nguyện rồi. Trên đường đến xứ già không còn buồn nữa. Chúng ta không thể chết, chúng ta phải sống. Cùng ta sống ra ngoài. We'll be right back.
Giả lợi. Tam biến. Tam biến. Tam biến, huynh không sao chứ? Giả lợi, huynh làm gì vậy? Tại sao lại giúp hắn? Mau lên, đại tướng quân, thầy quả nhân giết nó. Không ai được phép qua đây. Giả lợi, mày bỏ đao xuống. Mày đánh không lại ta đâu. Mày biết, mày không thể giết huynh. Nhưng mày có thể tự giết mình. Mũi, tất cả mau dừng tay. Trung Trung, mày đi mau. Đại ca, huynh có sao không? Đại ca, chúng ta đi. Giả lợi. Giả lợi. Giả lợi. Giả lợi. Khẽ bấm bề hạ, 300.000 tạ lương thực của chúng ta đã bị quân Tống thiêu rụi rồi. Liễu Tam Biên, đã bị người nói đúng rồi. 300.000 tạ lương thực của quả nhân đã bị thiêu rụi rồi. Quả nhân phải đích thân giết ngươi. Đức Hoàng huynh, Liễu Tam Biên đã bị trọng thương rồi. Giả lời tránh ra. Không, Hoàng huynh, nếu không phải chính tay huynh phát động cuộc chiến này, như vậy muội và Tam Biên sẽ được hạnh phúc bên nhau. Chính vì huynh trình trập cương thổ của Đại Tống, gây ra bao nhiêu chết chóc ly tán, biết bao nhiêu tướng sĩ Tây Hạ đã hy sinh, biết bao nhiêu người mất huynh đệ, mất cha con, mất chồng. Hoàng huynh, huynh vẫn chưa hiểu sao? Trận này chúng ta đã sai lầm rồi. Câm miệng. Nếu không phải Liễu Tam Biên, ta và muội đã du ngoạn biển kinh rồi. Liễu Tam Biên, ngươi chết đi cho rồi. Giả lợi, giả lợi. Giả lợi. Giả lợi. Giả lợi. Hoàng huynh, kiếp này muội chưa từng sinh ai cả. Hôm nay huynh cho Giả lợi xin một chuyện có được không? Muội muội ca ca không muốn giết muội đâu. Ca ca không muốn giết muội đâu. Ca ca, dùng thảo nguyên của chúng ta đẹp biết mấy. Chúng ta về nhà có được không? Báo bệ hạ, 200.000 đại quân của nước Tống đã công phá Diên Châu thành. Chúng ta mau rút lui đi. Trương Công Cận, Liễu Tam Biến, quả nhân sẽ nhớ mãi chuyện này. Năm sau quả nhân thề phải sang bằng Trung Nguyên. Một ngọn lửa thiêu rụi 10 dặm áo sen của các người. Đông Nam hình thắng, Tam Ngô đô hội. Đông Nam hình thắng, đồ khốn kiếp. Sang năm quả nhân sẽ sang bằng những cảnh đã vẽ trong bức tranh này. Đừng đánh nhau nữa. Bệ hạ, công chúa nói đúng. Chúng ta đừng đánh nhau nữa. Chúng ta nên trở về dùng thảo nguyên của mình. Khốn kiếp, đây là đại tư mã của quả nhân, thống lĩnh toàn quân. Để cấm miệng cho ta. Bệ
Bệ hạ, bệ hạ, chúng ta ban sư hồi triều đi. Bệ hạ, tướng sĩ chinh chiến nhiều năm, từ lâu đã chán nản lắm rồi. Ai nấy cũng mong sớm được về thăm nhà. Thử hỏi có ai không nhớ nhà, có ai không nhớ vợ con. Nhưng chúng ta phải chiến đấu, đó là trận chiến vô nghĩa. Bệ hạ, mặt tướng đạt thích, cầu xin bệ hạ ban sư hồi triều, đừng phát động chiến tranh nữa. Tướng quân, tướng quân, đạt tướng quân, tướng quân. Ca đồng ý với lời yêu cầu của muội có được không? Bệ hạ, chúng ta ban sư hồi triều đi, chúng ta ban sư hồi triều đi. Muội muội, ca ca hứa với muội, trong cuộc đời còn lại quyết không phạm tống. Bệ hạ, 200.000 đại quân của nước Tống sắp kéo đến đây rồi, chúng ta mau về đi. Giả lời, họ đi rồi. Giả lời, cái này muội mua lúc vừa gặp huynh, tặng cho huynh, tặng cho huynh. Giả lời, tạm biệt. Muội muốn nghe ca từ của huynh. Giả lời, chúng ta đi về, hàng ngày ta sẽ đọc cho muội nghe. Như vậy trên đường đến suối vàng, muội sẽ không sợ cô đơn nữa. Muội sẽ không sao đâu. Giả lời, quân gia hà xứ trụ, thiếp trụ tại tiền đường, đình thuyền tạ tá dân, hoặc cũng thì đồng hương, gia lân cổ giang thủy, lai khứ cổ giang tắc. Giả lời, quân Tống cháu đến kìa, chạy mau lên, chạy đi. Chạy đi, trường tướng quân bán sư hội triều, trường tướng quân bán sư hội triều, trường tướng quân bán sư hội triều.
Trương đại nhân hồi triệu, đánh thắng rồi. Vậy là Liễu công tử sẽ trở về. Mama, sợ sợ đâu, sợ sợ tỷ tỷ đang ở trong phòng vẫn không chịu bước ra. Dạ, theo tôi vào trong. Tỷ tỷ, cô đừng ngồi trong phòng ngơ ngác nữa. Liễu công tử nhất định sẽ không sao. Giả lại vẫn còn Đỗ Đại Ca và Trùng Trùng cô nương, họ đang ở bên cạnh quý đấy kia mà. Quý đấy sẽ trở về tìm cô thôi. Sợ sợ, tôi khuyên cô một câu, hành quân đánh giặc có tránh khỏi xảy ra tai nạn. Cô đừng nên bận tâm. Chờ hôm khác tôi hẹn Thái tử điện hạ đến cho cô. Mama, Liễu công tử nhất định sẽ không sao, quân ấy sẽ trở về thôi mà. Cô biết cái gì chứ, đồ con nít. Ra ngoài đi. Mama, Yên Yến, hai người không cần phải lo cho tôi. Tôi tin rằng Tam Biến sẽ không sao. Quỳnh ấy nhất định sẽ trở về thăm tôi thôi. Cho dù hắn bình an thì sao? Đại tướng quân trở về rồi. Đại tướng quân trở về rồi. Phủ đại tướng quân Trương Công Cận tấn kiến. Thần chiêu phủ đại tướng quân Trương Công Cận khấu kiến Thái tử điện hạ. Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái tử điện hạ thiên tuế. Trương đại nhân mau đứng dậy. Tại điện hạ, thần Trương Công Cận phụng thánh mệnh của hoàng thượng, thống lĩnh 200.000 binh mã bình loạn. Đại quân của thiên triều ta nhờ thiên quy của hoàng thượng đã đánh đuổi kẻ địch trở về Tây Hạ. Thần đến phúc trị với Thái tử điện hạ. Trương đại nhân, ngài xứng đáng là đại công thần của thiên triều ta. Tạ bệ hạ. Trương Công Cận đánh binh dẹp yên Tây Hạ chi loạn, làm cho vùng Tây Bắc được yên lành. Chúng Ai Khanh, chúng Khanh nghĩ bổn cung nên thưởng gì cho Trương đại nhân mới đúng đây? Khải bẩm Thái tử điện hạ, lần này có thể bình loạn, tất cả là nhờ vào thiên quy của hoàng thượng và sự chiến đấu anh dũng của chúng tướng sĩ. Thần không có công cán gì, không dám nhận thưởng. Thần khải bẩm Thái tử điện hạ ban thưởng cho tiên phong Địch Thanh tướng quân. Cậu ấy đang đứng chờ bên ngoài điện, chờ Thái tử điện hạ triệu kiến. Được, truyền vào đây. Điện hạ ra lệnh, truyền Địch Thanh tướng quân tấn kiến. Dưới thần Địch Thanh khấu kiến Thái tử điện hạ. Quả nhiên uy vũ, bổn cung phong cho ngài làm mã tiền phó đô chỉ huy sứ. Tạ điện hạ long ân. Ngài ngước mặt lên đi. Bổn cung đặt lệnh ngài được đắp thuốc rửa mặt. Hồi bẩm Thái tử điện hạ, điện hạ ban thưởng cho thần vì thần có công, chứ không nói đến môn đệ. Thần được như hôm nay, thần chỉ yêu cầu được để lại chữ trên mặt, để làm lời răn đe, khích lệ chúng tướng sĩ. Địch tướng quân có tâm ý như vậy, bổn cung vui mừng vô cùng. Ngài tạm lui xuống. Tuân chỉ. Bổn cung nghị phong Trương Công Cẩn làm vương. Chúng Ai Khanh nghĩ sao? Khai bẩm Thái tử điện hạ, bổn vương cho rằng không ổn. Cựu thúc, có gì không ổn? Lần này bình loạn, giành được thắng lợi. Nếu như lời nói của bản thân Trương Công Cẩn là nhờ vào thiên quy của hoàng thượng và sự chiến đấu anh dũng của binh sĩ tiền tuyến,
Đồng thời cũng phải kể đến cung cấp ủng hộ của hậu phương, không phải công lao của riêng Trương Công Cẩn. Nếu như phong Trương Công Cẩn Trương Đại Nhân làm vương, như vậy hoàn toàn không phù hợp với định chế của triều ta. Theo định chế, văn tư kinh triều quan 3 năm mới xét duyệt lên chức một lần, còn võ chức thì 5 năm. Còn Trương Đại Nhân đây chỉ cầm quân được vài tháng ngắn ngủi. Ngoài ra, triều ta phong vương chỉ phong cho hoàng thân quốc thích hoặc là công thần khai quốc của Thái Tổ Hoàng Đế mới được. Tuy lần này Trương Đại Nhân lập được chiến công lớn, nhưng không hợp với tổ pháp, mong Điện Hạ cân nhắc. Xin Điện Hạ thu hồi thừa mệnh. Lần này Tây Hạ lưu binh, nhưng chắc chưa nản lòng. Xin Điện Hạ tăng thêm quân phí, tăng cường biên phòng Tây Bắc. Lần này Trương Mỗ giành thắng lợi, y như lời nói của Minh Dương Điện Hạ, là do thiên quy bao la của Hoàng Thượng và sự chiến đấu anh dũng của chúng tướng sĩ, thần không dám kể công. Trương Đại Nhân không thẹn là trụ cột của triều ta. Hoàng Điện, bổn vương cho rằng Trương Công Cẩn nói rất đúng. Tuy bây giờ Tây Hạ đã lui quân, nhưng sau này sẽ còn gây rối. Và trong triều ta, người có thể so tài với Tây Hạ chỉ có Trương Đại Nhân. Bổn vương đề nghị phải Trương Đại Nhân đến biên ải trấn thủ, nhằm bảo đảm cho an ninh của vùng Tây Bắc triều ta. Chẳng hay ý của Minh Dương Điện Hạ là sao? Chẳng lẽ Trương Đại Nhân sợ ra biên ải chịu khổ sao? Trương Mỗ dục quyết xa trường, có gì phải ngại gian khổ? Hãy bẩm Thái tử Điện Hạ, Trương Mỗ đồng ý đóng quân biên ải. Trương Đại Nhân, lần này ngài hồi triều, bổn cung muốn Trương Đại Nhân hỗ trợ bổn cung thực thi tân chính. Nếu ngài đi như vậy, lúc nào mới hồi triều để phụ trợ bổn cung đây? Điện Hạ, về chuyện cải cách, bổn vương cho rằng nên chờ sau này quốc thái dân an rồi nghĩ sao. Bây giờ vừa dẹp yên Tây Hạ, không nên thực thi tân chính. Mong Hoàng Điệt cân nhắc lại. Điện Hạ yên tâm, thần đóng quân biên ải là bổn phận của thần. Điện Hạ không cần lo lắng, về chuyện tân chính cần phải bàn bạc lại. Chuyện thủ dụ của bổn cung, tất cả mọi chuyện liên quan đến Tây Hạ do Trương Đại Nhân định đoạt. Tất cả mọi lao lực vật tư dùng cho việc đóng quân biên giới đều do Trương Đại Nhân toàn quyền sắp xếp. Tại Điện Hạ, nếu nói như vậy, Trương Công Cẩn là bị đuổi về biên giới Duyên Châu à? Đúng vậy. Thần cho rằng cơ may phục quốc sắp đến rồi. Liễu Khanh có cao kiến gì? Thần cho rằng lần này Trương Công Cẩn đại thắng Tây Hạ, ban sư hồi triều, chiến công hiển hách, lẽ ra sẽ được phong thưởng. Nhưng mà Cửu Hiền Dương lên tiếng ngăn cản, lại đuổi ông ấy ra biên ải. Còn Thái tử ngồi giữa triều đường chỉ biết do dự, đồng ý phái Trương Công Cẩn trở ra biên ngại. Không ngờ Thái tử trong bề ngoài thông minh, thực ra chẳng có chút tài năng gì. Trương Công Cẩn vốn là trợ thủ đắc lực để phụ tá Thái tử thực thi tân chính. Trước tiên Cửu Hiền Dương đề cử Trương Công Cẩn kháng địch, sau khi thắng lợi lại đuổi ông ấy ra khỏi triều đường. Làm vậy nhằm suy yếu thế lực trong triều của Thái tử. Thấy nhiều hiện tượng cho thấy Cửu Hiền Dương bất mãn Thái tử, có lẽ sẽ lập người khác. Như vậy Tống triều ắt sẽ đại loạn, chúng ta có thể thừa cơ hội ra tay. Tốt lắm. Liễu đại nhân không thể là trụ cột của đất nước. Chỉ tiếc tên hoàng đế Đại Tống không biết trọng dụng ngài, nếu không hậu quả khó lường trước được. Thần Liễu Nghi một mực trung thành, đi theo góp sức chú thượng, hoàn thành phục quốc đại nghiệp, tan xương nát thịt, nghĩa bất từ nan. Liễu Nghi phục vụ cho Tống triều chỉ nhằm thăm dò quân tình, mong ngã chủ minh giám. Chuyện đó tôi biết rõ. Chuyện mà ngài làm quan tôi cũng đồng ý, dùng để che mắt thiên hạ. Nhưng mà tôi phải nhắc cho ngài nhớ, ngài không nên mãi lo làm quan mà quên mất việc lớn. Di thần không dám. Đứng dậy đi. Liễu Tam Biến trở về chưa? Dạ chưa. Chứ thần nhận được lá thơ, Tam Biến đang trên đường đi, ngày mai sẽ về đến. Nếu thực sự như ngài nói, Cửu Hiền Dương có giả tâm, đây thực sự là một cơ hội tốt. Nhưng mà cứ để Liễu Tam Biến như vậy, khó thành đại sự. Chẳng hề Tam Biến thế nào?
Tam Miễn không phải là người gì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Cho dù sau này thật sự có cơ hội xuất hiện, nó cũng không đủ can đảm và khả năng để hoàn thành. Do đó, tôi phải cho nó biến. Chẳng hay ngài chủ muốn nói biến thành gì, tôi phải dồn nó vào đường cùng. Về chuyện này tôi đã có sự sắp xếp. Ngài yên tâm đi, bây giờ vẫn chưa là lúc. Sau này tôi sẽ dạy dỗ nó. Chưa đến giờ phút cuối cùng, tôi sẽ không ra tay đâu. Chuyện đã như vậy, thần làm theo sự sắp xếp, quyết không hối hận. Mọi người đứng đây chờ. Dạ. Đại ca, huynh từ từ được rồi, để đi báo cho nghĩa phụ biết. Liễu điều tử, bước ra đi. Liễu điều tử, rốt cuộc chúng ta đã về đến nhà rồi. Nghĩa phụ, các con trở về rồi. Cha, nghĩa phụ, suýt nữa tụi con không trở về được nữa. Cha, con trở về rồi. Con thiệt là sao lại tự hành xác mình như vậy? Liễu điều tử, đại ca, Liễu đại nhân, Liễu công tử, Đỗ công tử, chúng tôi đã hoàn thành sứ mệnh do Trương đại nhân giao phó, xin cáo từ về trại. Đa tạ các vị huynh đệ, hôm khác đến trại thăm hỏi sao? Không dám. Hãy chuyển lời đến Trương đại nhân, hôm khác Liễu mẫu đích thân đến thăm. Đại nhân khách sáo. Cáo từ. Cáo từ. Đi thông thả. Một tay thư sinh tài tử đầy triển vọng, nhưng lại ra nông nỗi này, làm cho nghĩa phụ thấy đau lòng. Không ngờ gia lệ công chúa của Tây Hạ cũng là một cô gái si tình. Gia lệ công chúa đáng mặt anh hùng, dám yêu dám hận, thậm chí hy sinh mạng sống. Nếu Liễu điều tử không biết cảm động bởi cái chết của Giả Lợi, như vậy mới là chuyện đáng đau xót và tiếc rẻ. Trùng Trùng nói đúng, chúng ta không nên quá lo, ngược lại phải lo chữa trị cho Tam Biến. Nếu vết thương không được chữa trị kịp thời, e rằng sẽ bị tàn phế. Không được, không thể bỏ mặc nó buông xuôi như vậy. Cần phải chữa vết thương đó. Chúng con đã khuyên quân ý rất nhiều lần nhưng không được gì. Nghĩa phụ, xem ra nghĩa phụ phải nghĩ cách mới được. Còn cách nào hơn? Có thể giải quyết chỉ có sợ sợ thôi. Chính thù chiêu quan tấn yến, tình di túc tảo giang thượng binh lai. Bỗng tâm điều thái quân tiền tử, la ỷ tuyền biến trần ai. Chí kim tử, quan hồn vô chủ thường bồi hồi. Bỗng tâm điều thái quân tiền tử, la ỷ tuyền biến trần ai. Đến ngay khách quan. Khách quan, chúng tôi là băng nhỏ, không thể bán chịu được. Dạ được, dạ được. Khách quan, rượu đây. Liễu Tam Biến ta xuất sư Hạ Sơn, văn tài võ công chưa từng thua ai. Chỉ riêng đối với các vị, Tam Biến thấy thèm. Các vị đều là học nhan tri kỷ của ta, nhưng mà ta không đủ khả năng bảo vệ các vị. Các vị từng người một chết trong vòng tay của ta. Ông trời quá bất công với ta. Ông trời quá bất công với ta.
Giả lời, Tu Hương. Nào, chúng ta cùng uống cạn ly này. Tu Hương, tại sao muội không uống vậy? Có phải là muốn nghe ta ngâm từ tác phú để góp vui cho muội không? Tu Hương, gia trú đào hoa kính, toán thần tiên, tài khảm bính tần, tần tế triển minh mâu, nê ngọc viên sai sóc kính, ái bả ca hầu đương viên trình, hiếp thiên biên loạn dân nghi thù, hô thử kiều quanh, nhất thanh thanh khảm thính, động phòng ẩm tán liêm di tịnh, dung hương cam quan tâm xứng, kim lập xả niết thanh yên, phụng trướng độc giao hồng mạnh, vô hạn cuồng tâm thừa tử hưng, tạ quan ngư tìm nhập giai cảnh, do tự liên lân kê, đạo thu tiêu bất dịnh. Giả lời, muội uống đi. Giả lời, Tu Hương đã uống cạn rồi, tại sao muội không uống vậy? Ta quên rồi, ta vẫn chưa làm từ tặng muội đó, ta sẽ làm ngay cho muội. Lưu điều tử, quên đừng uống nữa, uống nhiều chỉ hại cho sức khỏe thôi. Nếu Tu Hương tỷ tỷ và Gia Lệ tỷ tỷ ở trên suối biết được tin này, cũng không muốn chứng kiến cảnh này đâu. Đừng có uống nữa mà. Là muội à? Cha ta và muội đều không cho ta uống, ta trốn ra ngoài này uống không được sao? Đi, Liễu điều tử, huynh mau theo muội về nhà. Nếu chân của huynh không kịp chữa trị thì sẽ tàn phế, muội sẽ tìm đại phu giỏi nhất để trị cho huynh. Đi, Trung Trung. Chẳng phải muội đòi thành hôn hay sao? Bây giờ cha ta bình an rồi, và ta cũng vậy, có thể thành hôn được rồi. Và còn hai tỷ tỷ của muội nữa, Tú Hương, Giả Lời, chúng ta cùng thành hôn nha. Ta nhớ ra rồi, Trùng Trùng, muội vì ta suýt nữa đã bị tên thiếu quan độc hại. Trùng Trùng, ta có phải là sao quả tạ không? Ta tốt với ai, người đó đều thiệt mạng. Hay lắm, sợ sợ cô nương đàn nghe hay thật đó. Công tử quá khen. Công tử nghe đàn chắc đã mệt rồi. Nào, sợ sợ kính ngài một ly. Không đâu,
Để nghe sở sở của nương đàn có thể nói là phúc của tôi. Ngài ngồi đi. Sở sở cô nương ngồi đàn chắc mệt rồi. Lẽ ra nên do tại hạ kính sở sở cô nương một ly mới đúng. Nào, cạn ly. Rượu ngon lắm, rượu ngon lắm. Công tử, tôi rót tiếp nha. Nào, được. Mời cô nương. Trùng trùng cô nương, đi theo tôi. Tôi đưa cô đi gặp quỳnh ấy. Quỳnh ấy, quỳnh ấy trở về rồi. Quỳnh ấy có sao không? Có bị thương không? Đừng hỏi nữa, mau đi theo tôi. Không đâu, quỳnh ấy sẽ không sao đâu. Quỳnh ấy chưa chết, nhưng gần như đã chết. Cho nên tôi đến nhờ cô giúp đỡ. Thôi được, không vấn đề gì. Nhưng tôi phải trở về ngay, không thể để mama phát hiện được. Yên tâm đi, miễn sao hắn không lên tiếng. Như vậy sẽ không ai biết được. Quỳnh ấy không sao chứ? Cô yên tâm đi, tôi hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm trời, sẽ không có vấn đề gì đâu. Vừa rồi tôi điểm nguyệt hắn, chỉ để hắn ngủ đến tối mai thôi. Cho dù hắn tỉnh dậy, chỉ cho rằng mình uống say thôi. Yên tâm, chúng ta đi. Thủy hương thiên khí, tửu kim hạ, lộ kết hàng sinh thảo, khách quán canh khảm thu sao. Không giai hạ, một dịp phiêu linh, sơ sơ phong cạn, cuồng phong loạn tảo, đương vô chủ, nhân tỉnh tử sơ tỉnh, thiên ngoại chinh hồng, tri đạo thùy gia uy tín, xuyên dân bi. Tam Bỉ, xảy ra chuyện gì? Quỳnh đừng làm như vậy. Quỳnh uống nhiều như vậy có hại cho sức khỏe. Nào, tiếp uống với chàng. Nàng đừng uống. Cái gì? Chàng sẽ tiếp uống sai à? Thường ngày sơ sở, làm trong bạch ngọc lầu, thường xuyên phải tiếp rượu với khách. Và ly rượu này đưa với thiếp chẳng đáng kể gì. Nàng uống hết ta uống gì? Tạm biệt. Chàng nhìn thiếp đi. Chàng còn nhớ thiếp không? Sợ sợ. Phải, thiếp là sợ sợ của chàng. Tại sao chàng lại ra nông nỗi này? Trước kia, mỗi khi chàng nhìn thiếp, ánh mắt đầy tình cảm. Nhưng mà hôm nay, trong ánh mắt của chàng, thiếp nhìn thấy một mảng mây khói, chẳng có bất cứ thứ gì. Tam Biến, mau cho thiếp biết, thực ra chàng có phải là Liễu Tam Biến không? Tài tử từ nhân, bạch y khanh tướng, nay ta chẳng còn gì cả ngoài uống rượu ngâm thơ. Ngoài uống rượu ngâm thơ ra, ta còn làm được gì chứ? Giả Lợi và Tú Hương để chết trong vòng tay của ta, nhưng mà ta chẳng làm được gì cả. Ngoài việc đọc ca từ cho họ nghe, ta còn làm được gì? Tam Biến, có phải ta vô dụng lắm không? Liệu Tam Biến này thà không biết viết một chữ nào cả để đổi lấy họ được sống. Tam Biến, thiếp có thể hiểu rõ tâm trạng của chàng, nhưng người chết không thể sống lại. Chàng không phải hiểu điều đó. Chàng phải nghĩ lại, bên cạnh chàng chỉ còn sở sở, trùng trùng, đầu đậu và đổ khoan. Và chàng vẫn còn thiếp. Tại sao? Tại sao mọi người lại tốt với ta như vậy? Nhưng ta thật sự thấy tuyệt vọng. Hay là nàng đưa ta đi. Bất luận đến đâu ta vẫn theo chân nàng, mãi mãi không xa nhau. Ta sẽ bảo vệ cho nàng. Liễu Tam Biến, chàng vốn là kẻ ích kỷ, chàng chỉ nghĩ đến mình thôi. Bên cạnh chàng có biết bao nhiêu là bà con bạn bè. Xưa này chàng chưa từng để ý,
đến cảm nghĩ của người khác. Hàng ngày ta chỉ lo mượn rượu giải sầu, tìm sự say sưa. Chàng phải nghĩ lại đi, chàng là con trai của Liễu đại nhân, chàng là đại ca của Đỗ Khoan, chàng là người chồng tương lai của Trùng Trùng. Chàng có biết, chàng có biết trách nhiệm của người đàn ông không? Chàng làm như vậy, làm sao thiếp có thể yên tâm thưa chàng được? Đúng, này đúng lắm. Vì còn nàng, nàng là gì của ta? Tạm biệt. Chàng đừng dồn ép thiếp, thiếp không thể tự làm chủ được. Ta không dồn ép nàng, ta tự dồn ép mình. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Liệu ta biến ta làm việc gì cũng tận tâm tận lực, nhưng lại tâm dồn ép như vậy? Chàng hứa với thiếp, cho phép thiếp chăm sóc chàng có được không? Cho thiếp thêm một ít thời gian, chúng ta cứ từ từ, từ từ. Chúng ta cứ từ từ nghe. Ta mệt lắm, ta đã kiệt sức rồi. Sợ sợ. Ta biết nàng tốt với ta lắm. Thật không ngờ Liễu Tam Biến đã chịu sự đả kích như vậy. Phải, bây giờ mỗi khi con nghĩ đến bộ mặt chán đời của Quỳnh ấy thì con cảm thấy lo. Không biết Quỳnh ấy có gặp chuyện gì không? Chuyện đó vậy, ý của con thế nào? Mama, sợ sở cầu xin Mama cho phép con chăm sóc Liễu Tam Biến. Xem như Mama thương hại con, xem như Mama nể mặt Liễu đại nhân. Chuyện này có liên quan gì đến Liễu đại nhân? Mama, chúng ta là hậu nhân của Tiền Triều, Liễu đại nhân cũng từng làm quan cho Tiền Triều, Tam Biến cũng là hậu nhân của Tiền Triều, cho nên sợ sở xin người hãy cứu Tam Biến. Không gì bằng trái tim đã chết. Sợ sở lo sợ, nếu lần này quân ấy không vượt qua được ngưỡng cửa này, sau này e rằng không còn hy vọng nữa. Được, ta hứa với con. Nhưng về phía của thái tử, về phía thái tử điện hạ, sau này sẽ sở sẽ mời người đến đây uống rượu với người, làm cho người vui, hoàn thành tâm nguyện của mama. Sẽ sở, khổ thân cho con, nỗi si tình của con sau này sẽ làm khổ con. Con cần cân nhắc cho kỹ. Sẽ sở cảm ơn mama. Đúng rồi, Liễu Nghi đồng ý đưa Tam Biến đến Bạch Ngọc Lầu của ta không? Liễu đại nhân nói miễn sao trừ khỏi Liễu Tam Biến, muốn làm gì cũng được. À phải rồi, đây là một chút tâm ý của Liễu đại nhân, mong Mama nhận lấy. Thôi được, con ra ngoài đi, ta biết nên làm sao rồi. Tạ Mama. Liễu Nghi này cũng khá chu đáo, như vậy cũng tốt. Đưa Liễu Tam Biến đến đây dưỡng thương, ta có thể xem chừng nó, còn hơn để nó đi chơi bậy bạ. Tam Biến, Trung Trùng, tôi đã nói với Mama rồi, khoảng thời gian này cho Tam Biến ở lại đây, chúng ta sẽ chăm sóc Quỳnh ấy. Vậy cô ở đâu? Tôi ở phòng của Yên Yên. Cô yên tâm, Trung Trùng đại hiệp như cô có thể đến thăm Liễu đại công tử bất cứ lúc nào. Tôi không đến thăm Quỳnh ấy đâu, tôi phải ở lại đây. Không cần biết Quỳnh ấy ở đâu, tôi đều đi theo Quỳnh ấy. Thank you.
tan biến. Tiếng đàn của huynh đầy nỗi đau xót, triền miên khó dứt. Như nói lời biệt ly, dây dứt lòng người. Xin hỏi đây là bản nhạc gì? Phong lưu thiên tử Đường Huyền Tông. Sau cuộc nổi loạn tại đồi Mã Nguyên, từ Thục Trung trở về Trường An. Lúc bấy giờ, cảnh còn người mất, người đi nhà trống. Đường Huyền Tông đứng trước cấm cung thê lương, sáng tác ra bài Vũ Lâm Linh này, nhằm gợi lại nỗi nhớ của người đối với Dương Ngọc Hoàng. Khúc nhạc này đã làm cho người ta nghe thấy não lòng. Chẳng hay có ca từ nào phối với nó? Không có. Tôi cũng không biết sau này có dịp viết hay không nữa. Tam biến, ca từ ái quán ly thù như vậy, thiếp hy vọng sau này chẳng không có dịp viết còn hơn. Liễu đệ tử, huynh có sao không? Tam biến, không sao. Tại ta đàn quá sức đó thôi, cho nên khí huyết trào dâng. Trung Trung, mau lên mời đại phu. Được. Tam biến, chàng tỉnh dậy đi. Chàng tỉnh dậy đi, Tam biến. Cô làm gì vậy tiểu thơ? Tránh ra, tránh ra. Tiểu thơ, có chuyện gì từ từ nói. Tiểu thơ, mau thả tôi ra đi. Tránh ra. Đến rồi, chẳng ra hệ thống gì cả. Mau lên. Đại phu, bệnh nhân đây. Quỳnh ấy bị thương rất nặng, chúng tôi có điều trị cho Quỳnh ấy, nhưng vừa rồi khi huyết trào dâng sau đó bị ngất. Ông mau khám cho Quỳnh ấy đi. Tiểu tử này bị thương rất nặng, nếu không kịp chữa trị e rằng. Đại phu, tôi xin ông hãy giúp Quỳnh ấy. Đại phu, tôi xin lỗi ông về chuyện vừa rồi, tha lỗi cho tôi. Ông phải trị khỏi cho Quỳnh ấy đó. Chuẩn bị bút mực đi. Dạ. Mời đại phu qua đây. Tuy không nguy hại đến mạng sống, nhưng hao tổn tâm trí, có thể hồi phục hay không tùy theo cách điều dưỡng. Còn nữa, vết thương trên chân trái cậu ấy bị làm độc, nếu không kịp chữa trị, chân đó sẽ bị tàn phế. Như vậy không được đâu. Quỳnh ấy là thiên hạ đệ nhất cao thủ đó, nếu mất một chân làm sao theo tôi xông phá giang hồ được. Ông cứ sống Quỳnh ấy trước, mọi chuyện chúng tôi sẽ cố gắng. Nghe tôi nói hết đã. Tôi nói nếu không kịp chữa trị, bây giờ chữa trị vẫn còn kịp. Chiếu theo đơn này, thay thuốc mỗi ngày, rửa vết thương mỗi ngày. Còn nữa, sau khi da thịt liền lại, hàng ngày phải tăng cường hoạt động, hoạt động gân cốt. Gặp được lão phu thì xem như may cho các cô đó. Cảm ơn đại phu, cảm ơn. Nhưng mà tâm trí của cậu ấy có thể hồi phục hay không, tôi không dám chắc đâu. Các cô đi nhờ người khác đi. Không được đâu đại phu, vẫn phải nhờ ông giúp đỡ đó. Đây không phải là chuyện giúp đỡ hay không. Chữa trị bệnh nhân là trách nhiệm của tôi, còn tâm trí của cậu ấy tôi phải chịu bó tay thôi. Nhưng mà nếu cho cậu ấy được tình dưỡng, tôi nghĩ sẽ hồi phục thôi. Tại sao ông nói chuyện cứ nhưng mà vậy? Thật là khó hiểu. Trung Trung, vì chuyện trị bệnh không thể miễn cưỡng được. Cảm ơn đại phu. Chẳng hề bao nhiêu tiền vậy? Chuyện đó đơn giản thôi. 100 lượng. 100 lượng, mắc quá vậy? Tôi không ngờ ông lại làm tiền trắng trợn. Tôi cho ông hay, không có cửa đâu. Trùng Trùng, đại phu, cho tôi gửi. Đây là tiền chẩn trị. Cảm ơn đại phu. Cáo từ. Đi thông thả. Ông này thật là ác đức. Vô khám có một chút thôi tính 100 lượng, mắc quá. Thôi được Trùng đại hiệp à, điều quan trọng là có thể chữa khỏi bệnh của Tam biến, có đúng vậy không? Cô nói đúng.
Được chưa vậy? Để tôi xem nào. Chắc được rồi. Nào, cẩn thận đó. Sơ sơ tỷ tỷ, chàng uống thuốc đi. Có cần tôi giúp gì không? Không cần, cậu về ngủ đi. Tôi đi ngay. Chúng ta ra tắm nắng nha. Chuyện gì vậy? Không qua được, cô phụ tôi một tay. Nào, chàng không sao chứ? Không sao. Đứng dậy, đứng dậy mà. Huynh thử tập đi một mình xem. Huynh thấy sao? Nào, ngồi xuống đi. Huynh không sao chứ? Tập lại đi, từ từ thôi. Đứng dậy, tập thử xem. Có đau không? Có đau không? Liễu điều tử, Liễu điều tử. Không được ngồi, không được ngồi. Đây là cây gậy do chính tay muội làm, cầm lấy. Đi thử xem. Huynh nhất định sẽ làm được mà. Liễu điều tử, Liễu điều tử. Huynh hư lắm, huynh gạt mũi à. Quách đại nhân, sợ sợ cô nương. Quách đại nhân cứ theo dõi tôi, không ngại gian khổ, hơn nửa tháng trời rồi. Sợ sợ cô nương, đây là nhiệm vụ do chủ nhân nhà tôi giao phó, tôi biết làm sao hơn. Quách đại nhân, hôm nay sợ sợ đến đây là có chuyện muốn nhờ ngài. Phiền đại nhân chuyển lời đến chủ nhân của ngài. Sợ sợ muốn gặp huynh ấy. Được, tôi sẽ chuyển lời đến chủ nhân nhà tôi. Đa tạ đại nhân, sợ sợ xin cáo từ. Sợ sợ cô nương, đến rồi. Chủ nhân nhà tôi ở trong đó chờ cô đã lâu. Mời, đa tạ Quách đại nhân. Mời đại nhân. Mời cô nương. Qua đây. Nhớ hầu hạ họ cho chu đáo. Xảy ra chuyện gì tôi sẽ lấy mạng của cậu. Dạ. Triệu công tử, sơ sơ kính ngài. Sơ sơ cô nương hảo tu lượng. Không nói dối gì ngài, hôm nay sơ sơ đến đây có chuyện này muốn nhờ ngài. Miễn sao trong phạm vi khả năng của tôi, bổn công tử dầu sôi lửa bỏng, nghĩa bất từ nan.
sợ 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 muốn xin công tử giúp Liễu Tam đến. Lại là Liễu Tam biến à? Công tử hiểu lầm rồi. Tam biến bị tổn hại tâm trí. Tuy tôi và Trùng Trùng đã giúp Quỳnh ấy hồi phục sức khỏe, nhưng bây giờ Quỳnh ấy đã nản lòng, không còn đấu trí, y như người tàn phế vậy. Sau khi hắn trở về Biện Kinh, tôi liền biết tài hoa của tên Liễu Tam biến ấy. Đúng là đương kim sĩ tử không ai sánh bằng. Nhưng mà tôi thật không ngờ hắn lại tổn thương như vậy và lâm vào cảnh như ngày hôm nay. Phải, tôi nghĩ năm xưa lúc chúng tôi còn ở Tiền Đường, ca từ của Quỳnh ấy được mọi người truyền khẩu rộng khắp giang nam. Đúng rồi, chẳng phải công tử cũng thích lắm sao? Cho nên sợ sợ muốn cầu xin công tử giúp chúng tôi nghĩ cách, giúp Tam biến có thể sớm lấy lại tinh thần. Nhưng sợ sợ cô nương cũng biết, Liễu Tam biến là con của Liễu Nghi, là hậu nhân của Tiền Triều. Nếu tôi giúp hắn vực dậy, có khác gì nguy ngập đến thiên triều chúng tôi? Công tử nói vậy là sai. Lần này quân ấy Tây hành Bắc thượng, chẳng phải vì giết giặc khu nước sao? Sau đó còn phò tá Trương Công Cận tướng quân đánh đuôi quân Tây Hạ. Chuyện này mọi người trên đời đều biết. Do đó quân ấy vì vậy mà bị tổn thương, cho nên mới ra nông nỗi này. Cho nên tôi nghĩ, nếu công tử có thể giúp cho quân ấy hồi phục, quân ấy sẽ phò tá cho công tử, làm gì nguy ngập đến triều đình được. Những lời cô vừa nói tôi đều hiểu. Nếu như thiên hạ đệ nhất tài tử lâm vào cảnh như vậy, tôi cũng cảm thấy nuối tiếc. Nhưng mà không biết tôi nên làm gì để giúp hắn đây. Đây cũng là mục đích mà hôm nay sẽ sở mời công tử đến đây. Cô nương có cách gì? Cách này có thể làm thử. Sợ sợ còn nhớ hôm đó. Thuốc xong rồi, vô uống thuốc đi. Trung Trung, Liễu điều tử, bổn đại hiệp hầu hạ huynh đã lâu rồi. Huynh có thể cho muội nghỉ một ngày phép không, để muội có dịp ra ngoài vui chơi thỏa thích trong khuây khỏa. Muội là tiểu Trùng Trùng lên trời xuống đất mà, muội muốn đi thử hỏi ai ngăn cản muội được. Thời gian qua thật vất vả cho Trùng Trùng cô nương, đi chơi cho vui cũng đúng thôi. Trùng Trùng cô đi đi, vẫn là sẽ sợ tỷ tỷ tốt hơn, không ai vô lương tâm như huynh đâu. Muội đi nghe. Nào, uống thuốc đi. Ta đã hồi phục rồi, để ta tự uống. Chàng coi chừng nóng đó. Mới đây Trùng Trùng đã trở về rồi sao? Không thể nào, cho dù là cô ấy trở về cũng không bao giờ gõ cửa đâu. Để thiếp ra xem ai đến. Triệu công tử, mời vào trong. Liễu công tử, đã lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Triệu công tử, thực ra chúng tôi đã biết thân phận của ngài rồi. Tam biến bái kiến Thái tử Điện Hạ, vì Tam biến bị thương không thể hành lễ được. Không cần đâu. Nếu như mọi người đã biết, vậy thì không cần nữa. Hôm nay tôi vẫn là Triệu công tử. Chúng ta vẫn như lúc ở Tiền Đường vậy, xưng hô huynh đệ, uống rượu trò chuyện. Hai vị ngồi đi, tôi rót rượu cho hai vị. Mời. Người xưa lấy rượu mời bạn, nay Triệu Mộ cũng làm theo. Hũ rượu này được cất giữ hơn 100 năm, nhưng tôi quên tên rồi. Tôi chỉ nghe người hầu nói là một hũ rượu rất ngon. Thông thường không ai cất giữ rượu trắng bao giờ, cất giữ quá lâu mùi rượu sẽ lạc đi. Chỉ riêng loại rượu này thời gian càng lâu mùi rượu càng đậm. Triệu Mỗ không giỏi uống rượu, nhưng cũng biết lấy rượu ngon mời bạn. Liễu huynh, huynh vì nước đại tống ta và bá tánh lê dân vào sinh ra tử như vậy, ta kính huynh một ly. Mời. Cảm ơn Triệu huynh đã nể tình. Chẳng hay lần này Liễu huynh hồi kinh có tính toán gì hay không? Chưa có tính toán gì. Đời người như vậy, Tam biến cứ để cho nó tự nhiên. Không muốn làm quan, kinh doanh sĩ đồ à? Tam biến học ít hiểu kém,
Liễu Tam Biếm tôi đã quen sống an nhàn, khó mà làm nên sự nghiệp. Tôi không nghĩ nữa. Thực ra hôm đó Trương đại nhân hồi triều phúc mệnh, ông ấy có nói riêng với tôi, lần này có thể đả bại Tây Hạ là nhờ các vị lấy trộm được lương thảo bọn thừa đồ, cho nên mới thuận lợi như vậy. Và tôi còn nghe nói đó là vì công lao của Liễu huynh, làm cho vua Tây Hạ phải đưa ra lời thề trong cuộc đời còn lại quyết không phạm tống. Liễu huynh lập nên phong công dĩ tích như vậy, chỉ cần huynh nói một câu đồng ý, trong hàng ngũ bá quan tha hồ cho huynh chọn lựa. Năm xưa Tam Biếm thì rớt trong khoa cử, từng viết một bài ca từ ngay trong lầu xanh. Mỗi khi tôi suy nghĩ kỹ lại, đó là do Tam Biếm tuổi trẻ bồng bột. Bây giờ nghĩ lại mới thấu hiểu mọi điều. Không biết là ca từ gì, chẳng hề có thể đọc cho Triệu Mẫu nghe không? Hoàng Kim Bản Thượng, Ngẫu Thất Long Đầu Dòng, Minh Đại Tạm Di Hiền, Như Hà Hướng, Dị Trục Phong Dân Biện, Tranh Bất Chi Cuồng Đảng, Hà Tuy Luận Đắc Tan, Tài Tử Từ Nhân, Tự Thị Bạch Y Khanh Tướng, Yên Hoa Hãng Mạc, Y Ước Đan Thanh Bình Trướng, Hành Hữu Ý Trung Nhân, Khảm Tầm Phòng, Chỉ Bằng Quý Hồng Thúy Phong Lưu Sự Bình Sinh Sướng, Thanh Xuân Đô Nhất Hưởng, Nhẫn Bả Phù Danh, Quán Liễu Tiện Đấu Đề Sướng. Hay cho câu Tài Tử Từ Nhân, Tự Thị Bạch Y Khanh Tướng. Ca từ này vừa nghe xong có cảm giác ngông cuồng cao ngạo, nhưng sau khi thưởng thức kỹ, quả là câu từ hay hiếm có. Triệu công tử, khí phách như vậy không phải người nào cũng làm được. Nếu là người muốn phát triển sĩ đồ, làm sao dám nói ra những lời như thế này? Tam Biếm chính là Bạch Y Khanh Tướng thật sự. Nếu huynh ấy được làm quan Chí Sư Phủ mới là phúc phận của triều ta. Sợ sợ, nàng không cần phải nói thay ta đâu. Hôm nay Tam Biếm chỉ còn biết uống rượu hát ca từ, còn hư danh như là phù du, như bèo dạt mây trôi. Tam Biếm không cầu mong gì, đã tạ hữu rượu ngon không biết tên của ngài. Tôi có thể nói rõ cũng không sao. Nay tôi đã được lập làm thái tử, chỉ vì phụ hoàng long thể khí mang, tại hạ muốn tôn người lên làm thái thượng hoàng để người yên tâm dưỡng bệnh. Do đó bây giờ tôi cần chiêu nạp hiện tài. Trước khi Trương Công Cẩn, Trương đại nhân chống giặc Tây Hạ, từng gặp tại hạ để bàn về chuyện cải cách tân chính, nhưng muốn thực thi không được như ý muốn. Nay Trương đại nhân đóng tại biên ải xa xôi, nền tảng tân chính trước đó đã bị ăn mòn chẳng còn gì. Do đó tôi thật lòng hy vọng Liễu công tử giúp tôi thúc đẩy tân chính. Như vậy nước Đại Tống của tôi sẽ như hổ thêm cánh, chúng ta có thể tạo phúc cho thiên hạ. Nay Tam Biếm không muốn tranh giành gì nữa, không muốn xen vào cuộc đấu tranh của quản sĩ gì cả. Mong Triệu công tử thứ lỗi. Liễu Tam Biếm, cô đừng dồn ép tôi. Tam Biếm chỉ là hàng thảo dân, không dám dồn ép điện hạ. Nếu cậu cố chấp như vậy, đừng trách bổn cung không nể mặt. Thánh chỉ đã ban, sợ sợ liền tiến cung. Tôi xem cậu làm sao đến chốn Yên Qua để tìm Ý Trung Nhân đây. Thái tử điện hạ, ngài đừng dồn ép tôi quá. Bất luận ngài có thân phận gì, bây giờ không ai cứu ngài được đâu. Bổn cung không nhìn lầm người. Đợi cậu đọc đi. Trẫm nghe tin nữ chân nổi dậy tại Liêu Đông, cầu xin được liên minh với Đại Tống ta tấn công Liêu Bang. Chúng ai khanh nghĩ sao? Mỗi người gửi một bản sách lược khâm thử. Nữ chân là bộ tộc mới nổi lên, binh lực lớn mạnh, Liêu Bang đang dần suy yếu và kiệt sức. Nữ chân muốn thảo phạt chẳng khó khăn gì, cớ sao phải liên minh với Đại Tống? Thần cho rằng chúng đang tìm hiểu hư thật của ta, lòng lan dạ sói đã quá rõ ràng. Nếu làm theo yêu cầu của họ,
giúp họ diệt Liêu không khác gì giúp họ thêm cánh, nâng cao uy danh. Tai họa cần được ngăn chặn kịp thời. Thần sẽ được nhậm chức Mã Tiềm phó đô chỉ huy sứ về quân trấn thủ Hà Bắc, lợi dụng địa hình Thái Hành chiếm Ngũ Đài La Mãi, để giờ giúp chúng phá Liêu. Thực ra nhằm gia cố Hà Bắc ta. Nước ta không thể mất Hà Bắc trong một ngày. Hà Bắc còn thì nước còn, Hà Bắc mất ắt nước sẽ nguy ngập. Bản luận binh sự thư này dày dòng giản đơn, phân tích mạch lạc, điều thiết yếu trong đó điều ra khá thấu đáo. Người làm bản văn này quả là bậc tài, gian trời dễ đất, xứng đáng tiến sĩ hạng nhất. Nỗi khổ tâm của Điện Hạ, tầm biển của chết không đủ đền đáp. Thái tử Điện Hạ, Liễu huynh mau đứng dậy. Liễu huynh, nếu đến văn chương và tài năng, cậu xứng đáng là người đứng đầu Đại Tống. Nếu sau này có thể phò tá tôi thành đại nghiệp, đó là chuyện vui mừng nhất trên đời. Tam biển học ít hiểu kém, nếu được Điện Hạ thưởng thức, sau này sẽ lễ tinh đồ trị, một lòng tận tụy phò tá Điện Hạ. Hôm nay Liễu huynh lấy lại được lòng tin quả là chuyện đáng mừng. Nào, mời Liễu huynh ngồi xuống. Điện Hạ, hôm nay chúng ta gặp nhau tại đây, xưng hô như huynh đệ. Nào, uống thêm một ly đi. Tạm biệt, chúc mừng chàng. Mời. Tạm biệt, cậu có biết điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng ta là gì không? Có góc nhìn khác nhau. Điều khác biệt lớn là cậu là mỹ nhân giang sơn, còn tôi thì giang sơn mỹ nhân. Cậu có hiểu không? Triệu công tử là bậc anh hùng thật sự. Nào Triệu công tử, sẽ sợ kính ngài. Được. Tam biển đã hiểu rõ rồi. Tôi cũng nghĩ vậy. Có lẽ đó là nguyên do mà tôi luôn thất bại. Nào uống trước để kính ngài. Đợi đã, chúng ta hãy đặt tên cho loại rượu này là Trạng Nguyên Hồng, có được không? Vậy không ổn đâu. Tên Trạng Nguyên Hồng đã có rồi, không thể lặp lại. Trạng Nguyên này khác với Trạng Nguyên kia. Đây là Liễu Trạng Nguyên, là Trạng Nguyên giả thôi. Tạm biệt. Mùa thu năm nay sẽ mở khoa cử, đến lúc đó cậu có dịp trổ tài. Tôi hy vọng cậu có thể trở thành một Trạng Nguyên thật sự. Tôi hiểu. Một mặt có thể tránh được tai tiếng không nên có, mặt khác có thể cho người đời đánh giá lại Liễu Tam Biến tôi. Tam Biến cũng mong như vậy. Được. Mãi cho đến ngày hôm nay, xem như tôi đã thực sự